chào mừng mọi người đến với Vena Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vena. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vena giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Như vậy là series học SAT không khó của chúng mình đã khép lại. Và mở màn cho chuỗi podcast tiếp theo thì chúng ta sẽ tập trung vào chủ đề đó là giá cả sinh hoạt và chất lượng cuộc sống tại từng bang khác nhau khi đi du học tại Mỹ, với các diễn giả đến từ những cái bang trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là các bạn du học sinh và học tại những trường tại bang đó. Thì hy vọng là chuỗi podcast mới này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về chi phí sinh hoạt từng bang khác nhau như thế nào, để các bạn có thể đưa ra những tính toán và quyết định hợp lý nhé. Chào mừng Phục Lê đến với podcast của Vena ha. Chị biết là Phục Lê là một trong những vị diễn giả mới của podcast Vena, tại vì trước đó là Phục Lê chắc là em chưa từng tham gia một tập. Dạ là đúng rồi. Thì trước đó chắc là em có thể giới thiệu bản thân, thông tin của mình cho các bạn diễn giả được không? Em là Phục Lê, em là học sinh, sinh viên năm nhất ở ngành Civil Engineering ở University of South Florida. Thì trường em có 3 cơ sở, thì em là cái cơ sở ở Tampa là cái lớn nhất. Vậy thì hiện tại em đã sống và học tập tại Florida được bao lâu rồi? Em mới qua đây từ tháng 8 năm nay, tức là khoảng 3 tháng. Tại vì cái tập podcast của mình ngày hôm nay nó sẽ thiên về cái thông tin tìm hiểu về việc là sống và học tập tại bang Florida, đặc biệt là chi phí sinh hoạt nè, và cái phong cách sống cũng như là cái cuộc sống tại bang Florida nó sẽ trông như thế nào ha. Thì chị hy vọng là với 3 tháng ở Florida thì em có thể cung cấp một số cái thông tin đến các bạn mà chưa bao giờ đến bang Florida hoặc là học tập tại bang này trong tương lai chẳng hạn. Rồi, vậy thì câu hỏi đầu tiên của chị dành cho Cục Lê trong cái podcast ngày hôm nay đó là hiện tại thì em ở tại bang Florida, là em thuê dorm trong trường hay là em thuê nhà ở ngoài nhỉ? Hiện tại thì em đang thuê nhà ở ngoài cùng với bạn nữa. Vậy thì lúc mà em mới qua, ai là người đã giúp em thuê nhà và em làm sao để tìm được 3 bạn khác để thuê nhà chung? Em nghĩ là quá trình tìm thuê nhà của em thấy nó hơi dễ hơn mọi người khác, tại vì là em có biết sẵn 3 bạn cùng trường cấp 3 của em là trường năng khiếu, thì 3 bạn đó cũng đi học cùng trường đại học với em ở USF Tampa, thì tụi em mới cùng tìm thuê ở một khu nhà kế bên trường. Thì tụi em cũng được mấy anh chị cô học sinh năng khiếu giúp đỡ lúc nào mới qua đây, thì mấy anh chị đã tìm được giúp tụi em một căn nhà. Vậy thì em có biết bạn nào mà lúc mới qua ấy, cái bạn đó không có người quen hay người thân gì giống em, và em có biết là bạn đó đã tự thuê nhà như thế nào không? Theo em thấy thì một số bạn nếu mà chưa có người quen, người thân ở đây thì mấy bạn thường sẽ ở trong ký túc xá, tại vì nó khá là an toàn và ký túc xá của trường thì cũng khá là đầy đủ cơ sở vật chất. Còn nếu như mà mấy bạn muốn tiết kiệm chi phí thêm thì có thể liên hệ qua các cái leasing office, tại vì là ở Tampa, đặc biệt là cái khu gần trường em á, thì có rất là nhiều khu nhà cho sinh viên thuê, nên là thường thì người ta có leasing office. Vậy là em thấy là ở trên trong web trường em thì cũng có một cái mục để học sinh tìm cái off campus houses, thì em thấy thông tin trong cái trang web của trường nó khá là đầy đủ. Vậy là đại học của em, USF cũng hỗ trợ học sinh cái việc thuê nhà bên ngoài luôn. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc là flashback một chút về 3 tháng về trước khi em mới qua đi, thì em chia sẻ một chút về cái
kinh nghiệm và cái quá trình thuê nhà của em, cũng như là một số cái kỷ niệm hoặc là cái bài học mà em có trong cái việc đi thuê nhà lần đầu tiên được không? Em nghĩ là cái mà em được mấy anh chị nhắc làm nhiều nhất đó là lúc mới vào thuê nhà thì phải kiểm tra xem có hư hỏng gì không để mình còn chụp lại để có thể báo với leasing office. Thì như vậy thì những cái hư hỏng đó nó không thể là mình sẽ không thể đền bù gì hết. Em nghĩ là cũng lúc mà chuyển vào thì cũng khá là đơn giản đó. Thường thì các bạn sẽ phải mua nệm, chăn ga gối, với lại là số cái đồ cơ bản, giống như là kiểu mức treo quần áo. Thì em thấy là những cái đồ đó mình đều có thể tìm được ở Target hoặc là Walmart. Em thấy là Tampa thì nó cũng khá là tiện vì là có xe buýt đi ở vào quanh thành phố, hoặc là mình cũng có thể đặt đồ của Walmart để giao tới nhà nữa. Thì em thấy việc mua đồ mà với lại là vận chuyển hay là đi lại thì nó cũng khá là tiện. Em mất bao lâu để hoàn thành việc chuyển như nhà vậy? Em nghĩ là em mất khoảng một tháng đầu, nhưng mà một vài tuần sau đó thì em vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện căn nhà, giống như là em trang trí phòng nữa. Thì em thấy là cũng không có cần vội để mua hết tất cả đồ nội thất cùng một lần. Vậy thì bây giờ là em đang thuê nhà sống bên ngoài chứ không sống trong đô. Vậy thì tất cả việc ăn nấu nướng đều là do em tự chủ hết đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thì chắc là chị hỏi một chút ha, chi phí thuê nhà một tháng của em là bao nhiêu? Cái nhà của em thì là có 2 phòng ngủ và một vệ sinh, thì chi phí một tháng là khoảng 2.000, chưa tính tiền điện với lại là tiền nước. Vậy thì khoan cho chị hỏi, 2.000 đó là em chia với lại 3 bạn hay là em 2.000 rồi một bạn? Dạ là em chia với 3 bạn. Vậy thì em nghĩ nha, với cái mức giá này so với mặt bằng chung tại Florida và những cái bạn khác cũng thuê nhà bên ngoài như em, thì em nghĩ sao về cái mức giá này? Dạ em nghĩ giá này thì nó khá là rẻ, tại vì là cùng trong một khu nhà thì sẽ có các cái nhà khác nó to hơn hoặc là đã có nội thất sẵn nhiều rồi. Thì em nghĩ là những cái ngôi nhà đó thì nó sẽ mắc hơn một xíu. Còn đối với nhà em thì sẽ không có các cái nội thất giống như là sofa hay là bàn, tivi, nhưng mà vẫn có máy giặt, máy sấy và bếp cơ bản. Rồi, vậy thì cho chị hỏi là em có biết là cái mức thuê nhà mắc nhất tại khu vực em sống là bao nhiêu không? Dạ, em nghĩ là em không có biết, tại vì em thấy là có nhiều khu nhà khác nhau thì các khu nhà khác cũng ngang giá cái khu mà em đang sống. Ok, tức là cũng nằm trong khoảng 2.000 hơn hoặc là dưới 2.000 một tí đúng không? Dạ vâng, có những khu nhà thì có thể lên tới 4.000 một căn, nhưng mà cái đó thì em thấy là các bạn cũng chia cho khoảng từ 4 tới 5 bạn ở chung một cái căn nhà nữa. Bình thường mỗi tháng em đóng tiền nhà thì em sẽ đóng tiền như thế nào? Dạ, cái khu của em thì là có một cái trang web để đóng tiền. Thì mình chỉ cần vào đó rồi nhập số tài khoản ngân hàng hoặc là nhập số thẻ thì đóng cho là được. Và em cũng thấy là mọi người thường thu tiền nhà vào đầu tháng, nhưng mà tiền điện và tiền nước thì thu 2 tháng một lần vào khoảng cuối tháng. Cho chị hỏi, 2.000 tiền nhà của em là chưa bao gồm tiền điện, tiền nước đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy thì tiền điện, tiền nước trung bình một tháng của cái nhà em đang ở là sử dụng sẽ là rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? Dạ, cái này thì em cũng không nhớ lắm, tại vì là em mới đóng có một lần thôi. Thì em nghĩ là trung bình sẽ khoảng là 100 đô một người cho 2 tháng. Thì 100 đô một người cho 2 tháng. Thế chị thấy cũng không tệ ha. Tức là tính ra thì mỗi tháng thì mỗi người tầm 1 triệu mấy ha.
Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi, vậy thì về việc ăn uống nấu nướng á, thì hồi nãy em có mention là em tự ăn uống nấu nướng. Vậy thì chi phí mà em đi chợ mỗi tuần ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? Và thường thì em hay mua những cái loại thực phẩm gì? Và em có thể so sánh giá của các loại thực phẩm cơ bản mà khi mà em đi chợ không? Dạ, em thấy bằng chung thì đồ ăn ở Tampa khá là rẻ. Và thường thì em sẽ đặt ở Walmart để giao tới nhà mỗi tuần. Em nghĩ là chi phí thì cũng tùy vào lúc ăn của mỗi người nữa. Em nghĩ là em ăn khá ít so với một số bạn khác, thì cái mức em thường chi trong một tuần cho đồ ăn khoảng là $40. Nhưng mà có một số bạn thì sẽ ăn ở mức là 50 hoặc 70 hoặc là 100 đô một tuần. Em thấy nếu mà là sinh viên và bạn học đó, thì em thường làm những cái món đơn giản. Em sẽ mua em thấy là thịt gà ở Mỹ đã được chế biến thì nó rất là ngon, nhưng mà cá hoặc là lợn thì có vẻ không ngon bằng Việt Nam cho lắm. Ngoài ra thì em cũng thường hay mua rau. Các loại rau mà em thường thấy trong siêu thị bên này sẽ là bắp cải, rau chân vịt. Em nghĩ là có một số loại củ nữa, giống như là ớt chuông với lại là hành tây. Thì nó là những cái em thường mua. Giá cả của những loại thực phẩm mà em thường mua thế này nó sẽ rơi vào giá là bao nhiêu em? Dạ, em thấy đối với các loại thịt thì thịt gà khá là rẻ, khoảng 10 tới 15 đô một bịch. Thì một bịch đó khá là to nữa, thì em nghĩ là ăn được trong một tuần. Thịt bò thì nó không một xíu, cũng tùy từng cái mức mà mình mua luôn ạ. Thì em nghĩ là một vị thịt bò khoảng cũng 15 đô. Khoảng nếu như mà kiểu mua theo hộp to thì em thấy là mấy bạn thường kiểu mua hai hộp to rồi chia thành từng phần nhỏ để ăn sẽ suốt tuần, thì cái đó mình có thể để đông được. Còn đối với rau thì em thấy khá là rẻ, giá chỉ dao động khoảng từ 3-5 đô một túi. Rồi, cho chị hỏi là cái việc nấu nướng của em trong một ngày nó mất nhiều thời gian không? Và thường thì em có cách nào để em tiết kiệm cái thời gian nấu nướng của mình không? Dạ, em thấy là trong một ngày thì em không có dành nhiều thời gian để nấu nướng lắm. Em thường làm cái món khá là nhanh với là khó lắm. Giống như là buổi sáng thì em có thể ăn bún mì và sữa chua, hoặc là ăn voi thịt sông khói. Còn trưa thì trưa và tối thì em có thể cắm cơm và em ăn cùng với rau với lại là thịt. Thì nếu mà chỉ làm những món đơn giản giống như là luộc hoặc là xào sơ qua thì em nghĩ là chỉ mất khoảng 30 phút cho việc nấu đồ ăn. Ok, rồi tại vì chị cũng hiểu ha. Thật ra thì là những học sinh ngoài cái việc em phải đi học nè, xong rồi em di chuyển lên trường, rồi các cái công việc ở ngoài trường nữa, và thậm chí là đi làm thêm với mình, đi làm thêm những cái công việc mà giúp em trang trải chi phí á, thì đôi lúc nó sẽ khá là mất thời gian cho cái việc nấu nướng ha. Ví dụ như chị á, là chị sẽ kiểu nấu xong chị trữ đồ ăn trong 2-3 ngày và chị sẽ hâm, tức là một tuần chị sẽ nấu trung bình đi tầm 3 lần là cùng thôi. Rồi, vậy thì em có thường hay đi ăn ngoài không, và mỗi lần đi ăn ngoài thì cái mức giá của cái việc em ăn ngoài bao nhiêu ha? Tại vì chị có nghe là cái việc mà em đi ăn ngoài ở bên Mỹ rất là mắc luôn, thì chị không biết là cái thực hư của cái chuyện này như thế nào ha. Dạ, em có thấy lúc mà hỏi chuyện với anh chị ở trường khác mà em biết đó, thì em khi mà em so sánh thì em thấy là đồ ăn ngoài ở Tampa có vẻ rẻ hơn các nơi khác. Em thì chưa có thử đi ăn ngoài nhiều lắm, tại vì là 3 tháng đầu thì em vẫn còn đang hơi bận học. Nhưng mà em thấy đồ ăn nhanh hoặc là cà phê bên này thì giá đắt hơn Việt Nam một xíu, nhưng mà không quá nhiều. Giống như cà phê thì có thể dao động từ 3 tới 6 đô một ly. Hoặc là những cái chỗ bán đồ ăn nhanh giống như là Chick-fil-A hoặc là McDonald's thì giá cũng ở ngang Việt Nam, khoảng là 10 đô một phần ăn. Ok, rồi chị thấy là có vẻ nó cũng không chênh lệch nhiều hơn. Ở Việt Nam mình thì ăn một bữa đồ ăn nhanh nó cũng đã gần 1
trăm trăm hơn rồi. Em thấy nó cũng chỉ nhìn hơn Việt Nam một xíu. Ừ. Vậy thì chi phí đi lại, bình thường em đi học thì em sẽ đi bằng phương tiện gì, và chi phí mà em dành ra cho phương tiện giao thông trong một tháng thì nó sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu? Dạ, bình thường em đi học thì sẽ có cái hệ thống xe buýt ở trong trường, thì chỉ cần có thẻ học sinh là có thể lên xe buýt và tới luôn cái tòa, những cái tòa mà em học ở trong trường đó. Thì em thấy là các bạn bên này khi mà đi xe hơi tới trường thì cũng phải đậu ở bãi gửi xe và đi bộ vào một khoảng. Thì chắc là do khuôn viên trường rộng, thế nên chủ yếu là các bạn đi bộ xung quanh trường. Thì việc đi học thường ngày của em là không có mất tiền. Còn ngoài ra thì trong thành phố Tampa thì các tuyến xe buýt của thành phố thì nó cũng sẽ miễn phí cho những bạn có thẻ học sinh của đại học. Còn em thấy Uber thì thường là khoảng, nếu như mà đi gần thì chắc là khoảng 10-20 đô. Còn nếu như mà đi qua các khu vực khác của thành phố, giống như là đi từ trường em tới sân bay, hoặc là đi từ trường em tới cái khu trung tâm thành phố, thì sẽ là khoảng 50-70 đô một cái chuyến Uber. Rồi, cái việc mà em đi bằng bus của trường ấy, thì do lúc mà đầu năm vô em có phải đóng chi phí transportation này không, hay là bus đã được miễn phí như từ đầu rồi em? Dạ, em nhớ là trong cái một học phí thì có một phần là khoảng 10 đô cho cái hệ thống xe buýt của trường. Nhưng mà mình rồi em đi thì chỉ cần có thẻ học sinh thì sẽ không có thu phí gì nữa. Rồi, chị cảm ơn em rất là nhiều vì đã chia sẻ những cái thông tin cơ bản về việc thuê nhà, rồi ăn uống và đi lại tại thành phố mà nơi em sống, Tampa, tại bang em sống. Một cái câu hỏi của chị nữa, thì ngoài những cái nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, nghỉ và có nhà để ở, thì bình thường em có hay hang out với bạn bè không? Và chi phí cho những cái việc ví dụ như là đi hang out hoặc là mua những cái đồ mà nó nằm ở bên ngoài, ví dụ như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc là những cái đồ chơi hay là sách vở gì đó, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu không? Dạ, chắc là em nói về sách vở đầu tiên, tại vì nó vẫn liên quan tới việc học. Thì em thấy là bên này thì tùy từng môn hoặc là tùy từng cái khóa học mà thầy cô sẽ bắt mình mua sách hoặc là không cần sách. Thì ngoài học kỳ của em chỉ bắt buộc dùng hai cuốn sách cho hai môn là lý với lại hóa thôi, còn các lớp còn lại thì em không có cần mua gì hết. Thì sách cho một môn là khoảng 90 đô một cuốn. Nếu như mà mình mua bản online với lại là có kèm cái trang mà mình tập. Còn để mấy cái giống như là chăm sóc sức khỏe hoặc là đồ trang điểm hoặc là đồ dưỡng da, thì em thấy nếu bạn có thể đặt trên Amazon hoặc là đi tới các siêu thị để mua những đồ cơ bản. Em thấy là giá cũng ngang các sản phẩm nếu mình mua ở Việt Nam luôn. Tại vì là em thấy là kiểu cái giá nó niêm yết của hãng rồi đó, cho nên là giá cũng ngang Việt Nam, nó không có chênh nhiều lắm. Rồi, hiểu không? Cảm ơn em đã cung cấp cho chị một số thông tin về việc sách vở và mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Mỹ nè. Rồi, đó là chị hỏi một chút về cái lối sống và cái lối sinh hoạt tại chỗ mà em sống. Thì em cảm thấy là chị không biết là em đã, khi mà em đến Florida thì ngoài Tampa ra em đã có thử đi nơi nào xa hơn chỗ Tampa của mình chứ? Dạ, em chưa có thử đi đâu hết. Tại vì là em tới cũng khá là sát này nhập học bót, thế nên không có kịp đi chơi đâu hết. Vậy thì khi mà em ở Tampa thì em thấy là cái phong cách sống và cái lối sống ở đây nó trông như thế nào? Dạ, em thấy nhìn chung thì mọi người khá là thoải mái, với lại là không có vội vàng cho lắm. Tampa thì cũng là kiểu một thành phố khá là nhộn nhịp á, nhưng mà nhìn chung thì em thấy là không bị đông đúc và không có tắc đường nhiều lắm. Ngoại trừ những cái giờ cao điểm ra thì đường phố khá là trống.
Rồi, có một cái chị thấy khá là vui, đó là giờ bắt đầu một ngày mới của mỗi cái thành phố, mỗi cái quốc gia nó có là khác nhau hơn. Vậy thì chị hỏi một cái là khi mà một ngày mới bắt đầu thì thường là mọi người bắt đầu ra đường và các cửa hàng, cửa quán bắt đầu mở vào lúc mấy giờ, vào mấy giờ trong ngày? Dạ, em thấy là mọi người thường bắt đầu dậy vào lúc 7 tới 8 giờ sáng. Hàng quán thì có thể bắt đầu mở cửa từ 8 giờ hoặc là 10 giờ. Và đóng cửa thì cũng tùy từng nơi. Em thấy trường em được một cái tiện đó là có một số tòa nhà cho học sinh hoặc là một số cửa hàng thì mở cửa tới tận 2 giờ sáng. Hoặc là như thư viện trường em thì có nhiều ngày sẽ mở cửa 24/7 cho học sinh. Nhưng mà các hàng quán ở ngoài thì đóng cửa khá là đúng giờ, chắc là khoảng từ 10 tới 12 giờ tối là đóng cửa rồi. Rồi, vậy thì em có cảm giác là 10 cái giờ đóng cửa hoặc cái giờ mở cửa này là cái gì bất tiện cho em không? Dạ, em thấy là đối với những bạn mà từng sống ở Sài Gòn hay là Hà Nội thì các bạn sẽ quen với việc là luôn có cửa hàng mở 24/7. Thì khi mà chuyển tới đây thì sẽ có một cái khá là bất tiện là các cửa hàng sẽ đóng cửa sớm hơn so với Việt Nam. Nhưng mà em thấy vẫn còn các cửa hàng giống như là Circle K hay là 7-Eleven mở cửa 24/7, thế nên nó không có bất tiện cho lắm, miễn là các bạn có thể đi tới các cửa hàng đó nhưng mà nó gần nhà. Ngoài ra thì em thấy một cái mà em để ý ở Florida hay là Tampa nói riêng là mặt trời lặn rất là muộn. Những ngày mà còn vào trong khoảng tháng 8, tháng 9 đó, thì em thấy là có những hôm tới 8 giờ tối trời vẫn còn rất là sáng và trời chưa có lặn luôn. Wow, cái này em làm chị nhớ tới hồi mùa hè á. Lúc mà chị có dịp chị đi lên Đô Hoàng, đó là một khu vực phía trên phía bắc của Trung Quốc rất là sát với Mông Cổ, thì đúng là 9 giờ tối nha, trời vẫn còn chập choạng như là 6-7 giờ vậy. Em rất là buồn cười luôn, và thậm chí tới 10 giờ đêm nó mới bắt đầu tối hẳn hoàn toàn. Rồi, thì chị có sao em? Không, em định nói gì đó mà. Thì chị cảm ơn em vì đã cung cấp những cái thông tin về cái phong cách sinh hoạt cũng như là giờ giấc tại cái khu vực em sống ha. Thì chắc là mình sẽ đến với cái câu hỏi cuối cùng. Thì đây không hẳn là một câu hỏi nữa, chỉ là chị muốn hỏi Phục Lên là em có lời khuyên hay là em có lời động viên hay là có một cái điều gì mà em nghĩ các bạn nếu như mà đến bang Florida sinh sống và học tập cần cân nhắc và cần biết không? Dạ, em nghĩ cái điều mà em thấy nên làm nhất đó là đặt vé máy bay sớm để qua đây. Tại vì là nếu như mà đặt vé máy bay sớm thì các bạn sẽ có khoảng từ 1 tới 2 tuần để chuẩn bị chuyển đồ vào ký túc xá hoặc là vào nhà, và có thời gian để làm những việc cơ bản giống như là đi làm thẻ ngân hàng hoặc là mua sim hoặc là lắp wifi. Thì em nghĩ là 1-2 tuần đầu nó trước khi vào học thì nó rất quan trọng, tại vì là các bạn sẽ có thời gian để làm những việc như vậy. Và sau khi vào học rồi thì có thể sẽ ít thời gian hơn hoặc là sẽ hơi bất tiện để ví dụ như là đi ngân hàng vào giờ hành chính, tại vì là cái giờ đó thì trùng giờ học mình mất rồi. Thì em thấy nó là một cái kiểu để chuẩn bị trước cho các bạn thôi. Còn lại thì tham gia cũng khá là dễ sống và mọi người thì thoải mái, không có mọi người thì khá là thoải mái, không có vội vàng hay là không có nóng tính sao hết. Rồi, chị cảm ơn Hậu Lê rất là nhiều ha. Thì cảm ơn em vì đã bring up một cái điểm mà chị rất là nhiều bạn học sinh rất là thích, đó là Samba nó dễ sống và nó còn là một cái nơi mà hầu như là chi phí ăn uống của nó và chi phí thuê nhà có vẻ khá rẻ so với lại những cái nơi khác mà em đã tham khảo được từ người quen và bạn bè của em ha. Và chị cảm ơn Thục La vì đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay, chia sẻ những cái thông tin rất là cần thiết đối với lại những cái bạn mà đang cần tìm hiểu về cái việc sống tại Florida ha. Và chị chúc em là trong tương lai thì sẽ
cố gắng trong tương lai em sẽ thành công với những cái dự định của mình, và cho chị hy vọng là mình chị em mình sẽ được gặp nhau trong một cái tập podcast khác trong thời gian gần nữa. Dạ, xin cảm ơn chị. Em có lời gì muốn gửi đến độc giả khán giả của mình không? Chắc là em không biết nói gì thôi, tại vì là em thấy là các bạn nếu mà để chọn được lối sống thì cũng kiểu tùy thuộc vào tính cách hoặc là tùy thuộc vào sở thích của các bạn nữa. Và em nghĩ Tampa thì thực ra là thời tiết khá là giống Sài Gòn, tại vì là tới tận bây giờ thì kiểu nhiệt độ vẫn là 20 mấy 30 độ C có này á, thì em nghĩ là nó sẽ phù hợp cho những bạn mà thoải mái hoặc là muốn một môi trường không để ý quá lạnh cũng không bị quá nóng. Rồi, chị cảm ơn Thục Lan rất là nhiều ha.